gần nằm gần cháu là mình đánh. À, hôm nay là đêm là ngủ với mẹ. Đêm cháu phải ngủ với mẹ chứ cháu không ngủ một Thế mình là được cô vào đâu. đây ngủ hay ngủ đây? Đâu, Cô bạn ở vào đây, đây trong. chứ. À. Ừ. Nhưng mà cháu phải ngủ trong này, cháu nằm trong gương thì là mới cho cháu ra được, nếu mà cháu chưa nằm thì không cho cháu ra được. Nhưng nằm Nằm là sao nó mà bác sẽ được đau ra? đấy. Cô không bế được, cô cứ lúc nó đã uống Kéo. thuốc vào rồi là cô cứ bế đầu nó ra đây, xong cô Là kéo bế bụng chân, nó ra bế đây. đầu, Đấy bế, là bế dần kéo ra. chân, bế Đúng là dần. người mẹ vĩ đại quá đấy. Không, Thật sự coi như là gọi là của hiếm trên đời đúng không? đúng rồi, không thế này người ta còn bỏ mặc rồi còn bất lực quá, cứ chăm Cô sóc thương cháu mãi. lắm, không cô thương cháu lắm, bởi vì ví Nó là đứa dụ con rứt ruột đẻ ra không thương thương thì cháu lắm, bởi vì cháu thiệt thòi hết đủ mọi đường, nếu như mà không kiếm được đồ ăn ấy thì cô vẫn cứ cho con cô là ăn uống đầy đủ, mẹ không có thì mẹ nhịn chứ con không thể nhịn, bởi vì lúc nào cũng phải lo thức ăn cho cháu. Khi thế là còn cô là bây giờ là ở với mình không có chồng à? không như thế này vất vả lắm, chẳng có ấy gì, vất vả cực kỳ luôn, không 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 làm gì được cả. Ví dụ như những cái tháng này là ở đây mình chè cháu năm nay nó không có mấy, cho nên là nó khổ. Hôm qua anh thế là anh cũng chia sẻ với các cháu, lan tỏa chia sẻ với các cháu để là các cháu nó cũng toàn là các cháu có tâm mà nó cũng muốn chia sẻ là giúp đỡ cho Nghĩ thương con lắm nhưng chả làm thế nào được. Muỗi nó cắn, mình nói là những cái ngày nó không ấy, muỗi nó bầu kín hết cả kia, bởi vì nó đái ra nó cay. Muỗi nó cắn chút cả, nó bầu kín cả kia thì cô cứ mua thuốc xịt muỗi thì chỉ được một lúc thôi. À, một hai ngày thôi, xong là tắm táp thì nó khai thì là cô lại phải rửa Thế hết cái là này anh ấy nữa. bị à, em bị mất ngủ bao nhiêu hôm rồi là cho con Suốt coi như là cháu từ bé rồi cháu nhịn ngủ từ bé rồi cháu chả được ngủ, bởi vì ngày xưa ấy nếu như mà đi viện cái hôm đấy giả sử như mà có tiền ấy thì cô đút luôn cho bác sĩ thì cô được cả thuốc ngủ, nhưng mà cái hôm đấy thì cứ mỗi người ra viện là phải mỗi người ra viện làm đi làm sổ sổ cho cháu này, là phải 500.000 đút cho bác sĩ làm sổ ấy thì đầy đủ hết thuốc. làm bao giờ làm bao giờ Em làm từ năm 2002 2008 rồi đấy. thế anh Thế thì không biết là chứ nếu không không những lúc ý khó mình phải kêu lên để bọn anh không em có biết đâu, em 2008 rồi, từ năm 2008 là em cho cháu đi viện một tháng ấy, thì cái hôm đấy em còn đúng 200.000, em đi bắt xe taxi về đấy, có đi ra đây đấy, nó rồi cởi em hết mặc quần quần áo rồi. Nó cứ ngồn ngộn thế này suốt lên Nó xé hết đi, xé đi hết làm đi mà quần áo xé quần sao thế nhỉ, sao lại không mặc được quần áo như thế nào nhỉ, nó mặc quần rồi nó xé ngay xé không còn lại đấy. thế mùa đông thì làm nào Mùa đông thì cũng phải tiện không cô biết cứ lạnh mặc hơn cho, rồi nó ốm nó ốm nó ốm khổ lắm chứ không phải xuống đông những cái hôm rét quá là cô không thôi chịu. con bảo nhá, bây giờ là con có 1,2 triệu đây, thì con đưa cho cô để cô mua tạm thuốc cho em đấy, còn thì con về con cũng sẽ cố gắng là nếu mà hàng tháng tiền thuốc nó hết khoảng 2 triệu rồi cô. Vâng, thôi thì con không dám hứa nhưng mà tạm thời hôm nay con đưa cho cô một chút tiền để cô mua thuốc cho em, thì em mới ngủ qua đêm đã. Thôi bây giờ cũng chẳng có lực bất tòng tâm cho cháu, bởi vì mai Vâng, sáng thì cô cứ cầm đấy thì mai cô mua. Mua để dùng thời gian sắp tới chứ không phải là mua bây giờ. Vâng. là các cháu nó đến thì nó đấy nó thành tâm nó chia sẻ giúp em đấy. Cô cầm giúp con 1,2 triệu rồi là để con xem là con đi gieo duyên cho cháu được. Còn cái này Gieo con duyên cho thì mọi con người, sẽ lan giúp cô tỏa trong được thời cho gian mọi sắp người tới, nhưng mà con không hứa là con giúp cô đến khi nào, nhưng mà con sẽ cố gắng để gieo duyên giúp cô để cho em có cái tiền thuốc để ít nhất là đêm em đi ngủ là có giấc ngủ ngon, không phải đêm cứ như thế này thì chết. Cô cảm ơn nhé. Em cảm ơn anh nghe thay mặt cháu là cô cảm ơn cháu đã giúp cô Vâng. trong khó khăn này, Cô cháu vĩ đại quá đấy, cháu thấy là đúng là quá vĩ đại luôn. Như bình thường thì con mà như thế này thì thôi thì cho mày ngủ trong này luôn, chứ làm sao đêm không con ngủ rồi lại nôi ra đây ngủ với không mẹ, không khổ thật. không 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 được đứa con rứt ruột đẻ ra có ai là có ai là cha mẹ thì mới hiểu cái nỗi đau đấy. Thương lắm chứ Chú nuôi con chú cũng 21 năm đấy con ạ. Thằng thằng lớn nhà chú gọi cũng 21 năm liệt, coi như là gọi cũng nuôi khổ cũng tiền thuốc nhiều hơn người.
cái thằng lớn nhà chú ấy, cũng 21 năm rồi, nó bị liệt tay phải chân tay trái chân trái. Thế sao cũng khỏi hả anh? Khỏi đâu, bây giờ vẫn liệt, liệt tay phải liệt hẳn, tay trái liệt một nửa, chân trái liệt một nửa. Anh Thành nhá. Anh Thành ấy. Thế bây giờ anh vẫn đi lại hoạt động như nó đi lại nhưng mà bên này thì đùi to như đùi người lớn, còn cái này là, bằng một lửa thôi. Nó nhất là anh không cần, không phải. Nó cái chính là mình giáo dục con để nó không mặc cảm. Tức là nó không bị mặc cảm, đấy là cái mà để nó tự nó vươn lên. Đây em thương cháu của nó là thì em đẻ ra nó, mà em không thương nó thì ai thương? Cái đấy thì bọn anh là chia sẻ với em là từ mấy năm rồi chứ không phải bây giờ đúng không? Em có lúc nó ốm đau thì em bảo là đấy, nó không ngủ được mà, nhưng mà hôm sau gọi đi làm ấy, em vẫn cứ phải nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ cháu ở nhà để đi làm, để có đồng tiền. Không đi làm thì lấy đâu có tiền mà để lo cho nó. Ở đây thì cứ nói cái họ bảo là nhà nước nuôi rồi, nhưng mà thực tế cháu được 720 thì em mua bỉm cho cháu mà không đâu. Còn không đủ. Ừ. Thôi được rồi, được rồi. Đấy tóm lại là hôm nay để anh đưa đến cho em là hai bộ tát ấy. Thế là chia sẻ với em là hôm nay bước đầu thì là chia sẻ với em là 1,2 triệu để em sắp xếp mà mua thuốc tạm cho con nó uống nhá. Thế còn còn đâu thì ôi trời ơi, cái này cắn hết răng đấy còn gì nữa. Cháu chả biết gì đâu. Nó cắn thì thế suốt đấy mà. Cháu ăn rất tốt. Đấy chú quay những cái video từ năm ngoái năm kia chú quay nên con xem mà xem nó cắn khột khột cả đấy. Nhưng mà chú không nghĩ là nó đái rồi bẹp được cả như thế này. Nó đái này ạ, nó cứ đứng đây này, nó cứ đứng đây, nó không biết cái gì đâu, nó cứ đái bừa ra. Nó cứ như kia thế kia suốt ngày. Cứ như thế này. Nó nghịch như thế nhưng mà nó ăn tốt lắm, nó ăn tốt lắm, nó không có. Ăn tốt nó mới béo mập như kia chứ. Bằng nó ăn một bữa hai mẹ con nó cứ nấu hơn 2 bát gạo, cháu phải ăn hết hơn 1 bát gạo đi. Nhưng còn thức ăn nếu như mà cháu thích ăn cái gì ấy, thì cháu ăn, nếu như mà không lấy ra nhiều ấy, thì cháu ăn hết bằng ấy thôi, nếu mà lấy ra nhiều cháu ăn phải bằng hết, nếu mà không biết cháu không biết thì cháu đứng dậy này mà. Cái tiền ăn mà 1 tháng là cũng tốn kém đấy chứ không phải ấy đâu, vì ăn nhiều mà. Ăn cháu ăn nhiều lắm, cháu không ăn nhưng nhiều. Mà nếu là chỉ là tiền ăn thôi ấy, thì mẹ là thừa sức lo cho con, có cái là tiền thuốc rồi là còn nhiều cái thứ khác, chứ còn đâu tiền ăn thì mẹ thừa sức lo đúng không? Nếu mà cứ ăn không ấy thì cháu cũng khỏe mạnh, thì em nói thật với anh em không quản việc gì hết. Thì đương nhiên rồi, bây giờ em quản thì là thì em sống bằng cái gì đúng không? Cái đấy là em không thể quản được, với ai rơi vào cái hoàn cảnh đấy thì đều phải cố thôi. Cho nên chứ không riêng gì em cả. Nếu mà bọn vào bọn anh hay là các cháu này mà phải rơi vào hoàn cảnh nó cũng phải cố. Cháu không biết gì đâu, không biết một cái gì. Giá sử như cháu tự biết đi vệ sinh thì cũng đỡ. Đúng rồi, cháu thấy là khó nhất là cái vệ sinh cá nhân, mà bây giờ cứ tự do cái này nó nguy hiểm cực. Đôi khi mình không biết khéo lại cho lên mồm ăn đấy. Thì đó, thế thì đó chuyện bình thường. Lúc là cháu cho lên mồm ăn ấy, ăn ấy bình thường ấy, nhưng mà lúc bé khổ lắm. Cháu coi như là khổ, nói chung là khổ từ bé rồi, chỉ chả phải lớn lên mà nó khổ, hay là cái số của cháu khổ như thế thì cũng không biết. Mà lúc đám cưới, lúc đẻ cháu ra ấy, thì cô vẫn phải đóng công ích, không mà vẫn phải đóng công ích, bởi vì trong đẻ được hơn 1 tháng rồi họ vẫn viết giấy về là đòi công ích ấy. Thế là mới lên xã đi vào mấy cán bộ xã là các anh ơi, hay là bây giờ nó có chế độ mới, em vừa mới để cháu xong mà vẫn cứ đòi công ích như thế này thì em chả biết. Thế thì em lên đây là em đang gọi bà thế, thế là thế vừa để thế thì thôi, nhưng mà cô vất vả như thế này, nhưng mà vừa rồi họ cách đây 2 năm năm kia họ cho cô ra một người này, thì cô nói thật ra mà nói, cô lúc ấy cô chẳng còn gì để mất nữa. Thì cô lên xã đi, cô bảo nếu như mà cứ cố tình cho cô ra hộ nghèo, cô sẽ gọi báo chí vào cuộc, và hai nữa cô sẽ tung con tôi lên mạng, thế là cán bộ xã mới gọi cô ra, thế là nhắc ấy mới thôi đấy. Không, từ lúc ấy là họ không gây khó dễ nữa, nhưng mà họ vẫn cứ về họ nhắc nhở là cô dùng nhiều điện quá, nhưng mà không dùng điện thì không làm thế nào được, bởi vì cô không có dùng cái gì luôn. Hiện tại là điện nhà cô là nhà nước đang hỗ trợ. Hỗ trợ cô hộ nghèo thì hỗ trợ mỗi tháng là bao nhiêu? 30.000 thôi. Ôi giời, 30.000 mà đi... Nhưng mà trên phạm vi cả nước cũng nhiều. Nhưng mà ý là 30.000 mà về đây để nhắc nhở mình là dùng nhiều. Dùng nhiều mỗi tháng cô, nếu mà nhưng mà chỉ hết 200.000 tiền điện là không nhắc nhở.
nhắc nhở nhưng mà không làm gì làm được, bởi vì của mình bắt buộc phải dùng thôi. 24/24 anh ạ. Thôi cái đấy chả cần phải giải thích, anh hiểu mà. Coi như là nhà mình 3-4 triệu tiền điện, coi như là em thì 200. Thì thế đấy, anh ấy bảo là một nhà anh 3-4 triệu tiền điện thì đương nhiên nhà em 200 thì đương nhiên là nói nhiều thì bố nào mà chịu được, đúng không? Con phải quạt, con phải lọ kia đấy chứ. Em chỉ 200 thôi thì em không ít đâu. Con này, đừng ra. Con này ra hát mà này, ông một tướng này. Em mà cứ bây giờ cứ mọi người ngồi đây không nói này. Nếu mà không có mọi người đây là cháu xé cái mảnh áo xong từ nãy xong rồi. Cái chuyện gì được? Nó cắn vào xong nó xé ra. Những cái quần dày lắm ấy, nhưng mà cháu chỉ cắn vào một lỗ thì lấy cháu. Nó có sức khỏe phi thường. Này, chân nó đập vào sắt trên kia rình rình như kìa. Không đâu, khổ cực kỳ luôn, nhưng mà vẫn cứ phải chịu thôi, chứ còn có những cái lúc thì không chịu thì biết làm nào. Thôi thôi, thì thôi.